Sơn có nói với quý vị rồi, mình làm cái lễ để phát quà trong các nhà của hảo tâm Bệnh Đường Quân để nhân đạo cho cô bác và anh chị em chúng ta. Thì qua đó mình làm lễ nào thì cho ra lễ nấy, thế nên trong đây thì lễ phát quà chúng ta hướng đến chỗ Tâm Bảo để rồi mình xá, sau đó quỳ xuống để làm cái bổn phận là cầu an, sau đó cũng có cái phần cầu siêu cho cô 84 tuổi. Vậy thì mời toàn thể cô bác và anh chị em hướng đến Tâm Bảo kính Ba Xá. Dạ, kính thỉnh kêu quý vị quỳ. Đồng chắp tay hương dân lên trán để cầu an. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cựu Thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay tất cả đồng đạo chúng con xin thành tâm cầu an cho tất cả các nhà mạnh thường quân hảo tâm nhân đạo và cùng để thành giàu sức khỏe, hưởng nhiều điều phúc lạc, thân tâm thường an vui và khỏe mạnh để làm tròn cái bổn phận chồng tay tình thương của nhân đạo. Chúng con xin hồi hướng công đức lành này để nhằm cho đất nước Việt Nam được thịnh hành, mưa hòa gió thuận và tất cả thế giới dân sanh được hòa bình. Dạ là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu siêu cho bà Hứa Thị Tiết 81 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thỉnh quý vị đứng lên và xá để thu hương và thượng hương. Nam mô A Di Đà Phật. Hương đăng nghi ngút lệ dòng cầu, cam lòng bả tâm nguyện từ câu, chỉ quyết một lời ta độ tăng, dắt chung lãnh xa cảnh mong sâu. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua quý vị đã định hương xong và bài pháp ngâm đến đây cũng vừa xong, xin quý vị để rồi cùng lại. Kính thỉnh quý vị đồng quỳ, đồng lại bốn lại, chí tâm lãnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thôi, chí tâm lãnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thôi, chí tâm lãnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thôi,
chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. À, thưa xong kính thỉnh quý vị đứng và đầm xá ba xá. À, đến đây đã xong cái phần cầu an cho các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân và có cầu đến đất nước Việt Nam và thế giới trong năm châu. Tiếp theo cái phần sau này thì đệ hậu gọi là thành hậu và cô Thanh Tiền để làm cái bổn phận và phát quà cho quý cô bác và anh chị em. Thì kính mời đệ hậu để làm bổn phận. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ cung kính đức thầy, kính thưa toàn thể quý vị, thưa quý cô. Và hôm nay thuận theo nhân duyên, thành hậu thay mặt cho tất cả những cô bác bà con Mạnh Thường Quân ở các nơi đến đây để trợ duyên cho quý cô một ít phần quà, cũng như ở đây nó gồm có gạo, mì, bột ngọt, dầu ăn cùng với cái máy nghe giảng. Và cái máy nghe giảng này là của một vị đã gửi cho thành hậu mà hiện nay thành hậu đã quên tên rồi, mong cũng hoan hỷ cho 100 cái máy. Và thì quý vị nhận đây là cả lòng thành của các vị Mạnh Thường Quân. Và hôm nay là ngày 23 tháng 2 niên Quý Mão. Rồi thì thành hậu xin công bố lên cái giá gạo. Và gạo là 13.000 một ký. Thì nhân cho 26 phần là 3.380.000. Đường là 20.000 một ký, nhân cho 26 phần là 520.000. Và bột ngọt là 32.000 một bịch, nhân cho 26 phần là 832.000. Dầu ăn 56.000, nhân cho 26 phần là 1.456.000. Bột niêm 34.000 một bịch, nhân cho 26 là 884.000. Mì là 74.000, nhân cho 26 thùng mì là 1.924.000. Là tổng cộng tiền nhu yếu phẩm và gạo là 8.996.000. Và tiền xe của đệ tiền mượn gửi qua đây đó, nhưng mà đệ tiền không có nhận, thì thành hậu sẽ gửi lại cho bà cô hồi sớm có người bệnh ở trong này đó là 300.000. Đó là xin gửi lại luôn. Và 200.000 thì gửi cho cô ở đây để đãi nước hoặc là làm vừa qua những cái món ăn để mỗi lần phát quà đó. Và vậy là tổng cộng là 9.496.000. Và đây là Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cái chuyến phát quà này. Một là cô hai và Liễu, và Liễu em là 2.000.000. Thứ hai, cháu gái gặp ở nhà đám dỗ của ông Hai Khuyên đó, gửi thành hậu 1.000.000 để phát quà. Và thứ ba là Lê Văn Kiệt 2.000.000. Thứ tư là Trần Lê Ngọc Dung 2.260.000. Và thứ năm là Dương Thị Nga 500.000. Thứ sáu hồi hướng công đức cho Hứa Thị Tuyết 81 tuổi 200.000. Vậy là tổng cộng 6 vị Mạnh Thường Quân là 9.500.000 là đủ. Thì một lần nữa thành hậu thầm nguyện ơn trên Đức Phật Đức Thầy gia trì hộ độ và hồi hướng công đức phước lành này để với tất cả những vị Mạnh Thường Quân được phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Và xin chúc cho toàn thể quý vị ở đây luôn luôn được trăm điều phúc lộc vừa đem lại, muôn chuyện nhàn cư đến chẳng ngưng, và tinh tấn tu hành cho đến ngày giải thoát viên mãn. Và đến đây thành hậu xin dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đây con xin gửi cho cô ha. Dạ, này cứ vâng ông hết thì bữa này đi ha. Rồi chúc mình vâng lại. Dạ, Nam mô Đà Phật. Rồi chúc cô luôn luôn bình an. Dạ, đây con xin gửi cho cô ha. Dạ, Nam mô Đà Phật. Rồi chúc cô nhớ bữa này nha. A Di Đà Phật. Rồi đây con gửi cho cô. Dạ, Nam mô Đà Phật. Dạ, Nam mô Đà Phật. Dạ, con xin gửi cho cô.
Dạ, dạ Nam Mô Đạo Phật. Dạ, đây con xin gửi cho cô. Dạ, cúc với cô luôn luôn bình an. Dạ, Nam Mô Đạo Phật. Rồi, dạ, Nam Mô Đạo Phật. Nam Mô Đạo Phật. Dạ, Nam Mô Đạo Phật. Cái này mình kiếm cái bọc mình để vô. Dạ, Nam Mô Đạo Phật. Rồi, mở cái này đây. Đây con. Nè, để lấy rớt nè. À, rồi. À, đây con xin gửi cho cô. Dạ Nam Mô Đà Phật. Rồi. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ. Dạ Nam Mô Đà Phật. Rồi sao đi bữa nay có một cô à? Nghe mất rồi. Ủa vậy sao? Gần tới 100 ngày đó. Tàn hả? Vậy hả? Chứng rồi. Cảm ơn này, ồ không trả tiền cho nhiều bạn. Vậy đó hả? Dạ cho rồi mất luôn. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật. Cảm ơn. Dạ A Di Đà Phật. Rồi xin gửi cho huynh ha. Dạ Nam Mô Đà Phật. Mở ra bỏ vô luôn. Rồi dạ Nam Mô Đà Phật. Rồi để xin gửi cho sư huynh ha. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ ở đây là của bác Úc ở Cần Thơ. Gửi hỗ trợ đây ba sắp giải. Đây là mỗi cái là một bộ. Rồi xin gửi cho sư huynh luôn ha. Dạ. Rồi đây. Dạ. Rồi để gì nè? Gì hả? Cái này hả? Dạ Nam Mô Đạo Phật. Rồi dạ. Dạ Nam Mô Đạo Phật. Dạ con xin gửi. Dạ Nam Mô Đạo Phật. Dạ con xin gửi cho cô. Dạ. Dạ Nam Mô Đạo Phật. Dạ Nam Mô Đạo Phật. Dạ. Dạ Nam Mô Đạo Phật. Rồi gửi. Dạ. Chúc các cô luôn luôn bình an tu hành tinh tấn ha. Nam Mô Đạo Phật. Dạ Nam Mô Đạo Phật. Dạ Nam Mô Đạo Phật. Dạ đã con gửi cho cô. Dạ Nam Mô Đạo Phật. Dạ đây con gửi ha. Dạ chúc các cô luôn luôn bình an. Dạ Nam Mô Đạo Phật. Dạ Nam Mô Đạo Phật. Dạ Nam Mô Đạo Phật. Rồi xin gửi. Dạ Nam Mô Đạo Phật. Rồi xin gửi cho hiện đại ha. Dạ rồi đây là một sắp giải của bác Úc ở Cần Thơ. Xin cũng hồi hướng cho gia đình cũng như cho bác Úc được luôn luôn khỏe mạnh. Dạ Nam Mô Đạo Phật. Rồi xin gửi cho đây. Dạ. Dạ thưa toàn thể quý vị. Ở đây là quý cô này. Có một số quý cô là sống độc thân, tu sĩ từ xưa đến giờ. Quý cô làm nghề trầm nón lá. Và thế giới một cái bối cảnh trong hiện tại thì nón lá bây giờ rất là ít người sử dụng. Và cộng vào đó thì tuổi quý cô cũng đã lớn dài với cái thời gian, cho nên sức khỏe của quý cô cũng rất là yếu. Cho nên hiện giờ thì cũng phụ thuộc vào tất cả những cô bác bà con, những tấm lòng vàng ở các nơi để đến để hỗ trợ cho quý cô. Và một lần nữa thành hậu xin chân thành thay mặt cho quý cô ở đây luôn luôn chúc phúc cho toàn thể quý vị mạnh thường quân các nơi trong và ngoài nước, luôn luôn lúc nào cũng được khỏe mạnh, tâm trí sáng suốt và tinh tấn trên con đường tu thân hành thiện của mình. Và nguyện đem công đức lành này để hồi hướng trong ba cội sáu đường, trong mười phương pháp giới được âm siêu dương tới. Và phụ mẫu tại đường Tăng Long Phúc Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Và đến đây thành hậu xin dứt lời, xin hẹn quý vị gặp dịp khác. Nam Mô A Di Đà Phật.